Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay một cái địa điểm rất lịch sử. Nơi đây vào năm 1961, nơi mà nước Đức đã dựng một cái bức tường, Cộng hòa Dân chủ Đức họ dựng tường. Và phía bên kia các bạn thấy hình ảnh rất rõ là người lính Liên Xô, Nga, sĩ quan Nga đội mũ và canh giữ ở bên đó. Còn phía mà chúng ta đứng ở đây là nơi mà Mỹ và các đồng minh đóng quân ở đây. Và hai bên đã dàn xe tăng vào nhau và sẵn sàng nổ súng khi mà có cái căng thẳng thêm một chút nữa. Và cái biển đằng xa kia các bạn cũng nhìn thấy rất rõ là các ngài chú ý là các bạn đang bắt đầu đi qua cái biển đấy là sẽ sang cái khu vực mà của Liên Xô và Cộng sản quản lý. Còn bên này là Mỹ và các liên minh như Anh, Pháp. Và khi mà đi qua cái biển đấy họ ghi rất rõ là chú ý các bạn bắt đầu đi ra khỏi cái địa phận của Mỹ quản lý. Và cũng tại sao nước Đức lại phải dựng những bức tường như vậy? Bởi vì họ không muốn người dân biết được cuộc sống của những người ở bên tây, phía tây của nước Đức, họ sống cuộc sống thoải mái, tự do như thế nào. Và cái cuộc cũng như là cái thu nhập của những người làm việc ở bên phía tây Đức thì rất là cao. Và chính vì vậy mà trước đó thì trước năm 61 thì rất nhiều người dân và sinh viên, học sinh ở bên Đông Đức đã được đào tạo, sau đó họ lại sang bên tây, phía tây Đức họ đi làm. Và điều đó mà Đảng Cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức là họ không muốn cái điều đó xảy ra, và họ không muốn những cái người dân sau khi đi làm việc về lại biết được cái việc là ở bên Cộng hòa Liên bang Đức, là bên phía tây Đức, họ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với cả những cái người ở bên Đông Đức, tức là bên Cộng sản. Và cái địa để dường như cái điều đó đang được lặp lại ở Việt Nam, đó là việc mà chính quyền, nhà cầm quyền Việt Nam luôn luôn tìm mọi cách để kiểm tra, giám sát những cái thông tin của người dùng Facebook, YouTube và nhiều mạng xã hội khác. Và cụ thể là các bạn cũng thấy cái cuộc buổi làm việc vừa qua của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ông Ted Osut, Phó Chủ tịch Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ của Kochler tại châu Á, Thái Bình Dương, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2019. Thì Việt Nam khen ngợi Kochler hợp tác tốt. Đấy, thì các bạn nhìn thấy thông tin như vậy. Hợp tác tốt có nghĩa là sao? Tức là đã làm những cái điều và theo cái thỏa thuận của chính phủ Việt Nam mong muốn đối với cả những cái người sử dụng Facebook hoặc là YouTube hoặc là những cái mạng xã hội khác nhau. Và cái điều đó đi ngược lại cái tự do báo chí, tự do biểu đạt rất nhiều trong cái thời gian vừa qua. Và với trên 800 cơ quan báo đài nhà nước Việt Nam, vì cái số lượng người sử dụng mạng xã hội rất lớn, mà cụ thể ông Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã thông báo rất rõ trong cái tờ báo đã đăng trong thời gian vừa qua. Và ông nói là các mạng nước ngoài có tổng cộng 90 triệu người dùng, tức là có 90 triệu người dùng mạng xã hội các loại ở Việt Nam. Tuy nhiên, tất nhiên cái con số này là rất lớn và ông ta chỉ ước tính, cũng có thể một người thì có rất nhiều tài khoản khác nhau ở nhiều mạng xã hội khác nhau, cho nên con số là nhân lên rất lớn. Nhưng thực tế thì cũng rất nhiều người đã sử dụng mạng xã hội và họ qua đấy họ biết được những thông tin rất cụ thể và chi tiết về tình hình tại Việt Nam cũng như là trên thế giới trong thời gian vừa qua. Và 800 cơ quan báo đài trong nước, bởi vì số lượng người dùng mạng xã hội rất đông, cho nên cái vai trò tuyên truyền của các cơ quan mà nhà nước bỏ tiền ra nuôi hàng năm hàng nhiều nghìn tỷ đã không còn giá trị nhiều. Bởi vì mạng xã hội đã đi với từng người dân, mỗi người chỉ cần một cái điện thoại và kết nối internet là họ có thể tham gia vào mạng xã hội một cách hết sức thoải mái. Mà không những họ thụ động họ xem, mà họ vẫn có thể tự truyền tải những thông tin lên trên mạng xã hội, như họ làm phát live stream, hoặc là họ viết những cái thông tin mà họ muốn truyền tải, hoặc là đưa những bức ảnh, hoặc đơn giản chỉ là những cuộc sống gia đình, hoặc là những cái đám cưới, hoặc là tất cả những cái thông tin khác mà người dân quan tâm. Mỗi người dân 90 triệu tài khoản này, mạng xã hội như này, thì là 90 triệu những cái người đã như 90 triệu phóng viên, và 90 triệu người dùng lại là 90 triệu phóng viên. Và điều đó đã làm cho Đảng Cộng sản rất khó chịu và lo ngại, lo lắng đến cái độc quyền về thông tin và truyền thông của mình. Bởi vì các bạn đã biết, ở Việt Nam thì không hề có báo chí tự do, và chỉ có báo nhà nước, và nhà nước không cho phép sử dụng những báo chí tư nhân ở đây. Tuy nhiên thì Đảng Cộng sản cũng không thể tìm mọi cách để chặn mạng xã hội như YouTube, Kochler hoặc là các trang mạng truyền thông khác, bởi vì bản thân chính phủ Việt Nam cũng phải sử dụng những cái mạng xã hội tương tự như vậy, đó là Facebook của chính phủ, cổng thông tin chính phủ, và cũng có dấu tích màu xanh. Và điều này là rất cần thiết, bởi vì người dân hiện nay đang sử dụng mạng xã hội nhiều, và qua đây họ có thể tương tác, xem những cái thông tin trên
trang thông tin chính phủ nhiều hơn rất nhiều những cái trang web, trang online của chính phủ đăng hàng ngày. Đây là hình ảnh các bạn đã thấy. Và cái thông tin trên mạng xã hội thì nó rất đa chiều, rất phong phú, và nhiều người muốn tìm hiểu và nhiều người muốn đưa thông tin. Và cái điều đó sẽ dẫn đến cái việc mà Việt Nam không thể giấu giếm được những cái người dân, những cái thông tin mà trong nước muốn giấu. Cụ thể nhất đó là việc chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 quay trở lại vùng kinh tế của Việt Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong cái ngày 13 vừa dọa qua thì tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương địa chất 8 đã quay trở lại khu vực bãi Tư Chính thuộc quyền đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chưa đầy một tuần kể từ khi tàu này rời khỏi khu vực sau một cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài một tháng giữa hai nước. Ở đây là cái thông tin mà các bạn có thể qua mạng xã hội mới biết được. Bởi vì có những trang online, trang báo chí của nước ngoài như trang Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đăng cái tin này thì bị chặn. BBC cũng thế, Đài Tiếng Nói EFA, FI, thậm chí Thời Báo DE cũng bị chặn trong nước. Thì chỉ qua những cái trang mạng xã hội này thì các bạn và người dân mới biết được cái thông tin sự thật nó diễn ra như thế nào. Và báo chí trong nước thường là chỉ đưa lại rất dè dặt, thậm chí là không đưa, hoặc là chỉ đưa sau đó hàng tuần hoặc 10 ngày, rất chậm chạp và lại không đưa không đầy đủ. Và đấy, cái điều đấy là rất thiệt thòi cho người dân, bởi vì khi họ đóng thuế để cho nhà nước và nhà nước bỏ tiền thuế ra để nuôi hơn 800 cơ quan báo đài thì những cơ quan đó lại không phục vụ người dân mà lại đi phục vụ Đảng Cộng sản, phục vụ một số giai tầng lớp cấp cao trong Đảng Cộng sản mà thôi, và người dân không hề được biết và điều đó gây rất thiệt hại. Vì nếu mà họ không biết được thông tin trong cái lúc mà đang tranh chấp rất căng thẳng ở ngoài bãi Tư Chính này, mà hiện nay ngày hôm nay ngoài bãi Tư Chính khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng đang tranh chấp, thì ngư dân ra đánh cá gần đó thì rất dễ bị những cái tàu của Hải quân Trung Quốc đâm chìm, làm chết hoặc là cướp tài sản như chúng ta đã thấy. Thậm chí nếu họ đi vào cái vùng mà hiện nay Trung Quốc đang tập trận ở Biển Đông thì có thậm chí là những cái tàu của ngư dân Việt Nam có thể bị bắn chìm bất cứ lúc nào. Nhưng mà phía chính quyền Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã không đưa thông tin này thì rất nguy hiểm cho người dân. Và đấy là các bạn nên tra khảo những thông tin, tra cứu trên mạng xã hội thì sẽ được biết thêm nhiều thông tin rất chi tiết và thực tế. Và cũng chính vì cái thấy có vẻ như thấy có sự nguy hiểm của mạng xã hội và đe dọa cái sự độc quyền thông tin của Đảng Cộng sản, thực tế thì nó đã vượt mạng xã hội hiện nay thì đã vượt hết rất nhiều rồi. Thì những cái trang báo, nếu các bạn vào những trang như báo Việt Nam Hà Nội Mới, rồi những cái trang mà Đảng Cộng sản, rồi báo Nhân Dân, thì gần như các lượng view là không ai đọc nữa. Chỉ có một số cái người làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn, họ đọc, họ xem để biết tình hình thôi. Chứ còn thực tế thì bản thân kể cả những cán bộ đảng viên cấp thấp và cấp cao và cấp rất cao, họ vẫn thường xuyên theo dõi những trang báo quốc tế như BBC, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và rất nhiều trang báo khác, và những cái blog hoặc là những nhà báo tự do ở nước ngoài thì mới biết được thông tin sự thật. Bởi vì bản thân là Bộ Chính trị và cái Đảng Cộng sản của họ cũng giấu giếm những cái đảng viên đó, thì đấy là cái điều rất tệ hại. Và cụ thể các bạn có thể thấy hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng hôm trả lời chất vấn tại Quốc hội hôm 15 tháng 8 hôm nay cũng đã nói là vấn đề quản lý an ninh mạng, một số đối tượng tận dụng không gian mạng để chống phá chế độ, kích động người dân biểu tình, đưa thông tin sai lệch. Đây là cái rõ ràng là cái phát ngôn của Bộ trưởng. Và ông không nói rõ rằng là cái vấn đề mà những cái đối tượng đấy chống phá chế độ và kích động người dân biểu tình là như thế nào. Tại vì khi mà người dân thấy bất cứ một cái hiện tượng gì mà không phù hợp thì đương nhiên họ có quyền phản ánh lên trên cái mạng xã hội của họ, bởi vì báo chí trong nước không đăng thì họ phải tìm một chỗ nào đó họ giải bày. Và đó là những cái vụ cướp đất, đó là những cái vụ Đồng Tâm, đó là những cái vụ rất nóng từ Bắc đến Nam, từ đất đai cho đến những cái vấn đề môi sinh, môi trường, y tế, giáo dục, tất cả những cái vụ việc lớn đó đều là do mạng xã hội đưa ra và truyền thông trong nước đã im lặng. Và chính vì cái việc mà Đảng Cộng sản tìm mọi cách để xóa những tài khoản đó đi, theo như lời ông Mạnh Hùng là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nói rằng là, đây thông tin của ông đọc rất rõ, là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã cho rằng trước đây khi Việt Nam đưa ra yêu cầu thì Facebook chỉ thực hiện được 30%, thì bây giờ đã tăng lên tới 70-75%. YouTube trước đây là 60%, bây giờ là 80-85%. Apple gần như không thực hiện thì hiện nay thực hiện 60% yêu cầu của Việt Nam. Thì những yêu cầu đó là yêu cầu gì? Thì đấy là những yêu cầu xóa, khóa tài khoản và những cái điều mà mất tự do thông tin và mất dân chủ. Thì cái điều đó sẽ đem đến cái hậu quả rất xấu cho Việt Nam, đó là việc mà
cái người dân Việt Nam không được tiếp cận thông tin sự thật để họ có thể có cái tiếp cận để làm việc, kinh doanh cũng như học hành và nghiên cứu khoa học. Và người dân Việt Nam, điều đó dẫn đến người dân Việt Nam và những thanh niên thế hệ trẻ Việt Nam sẽ ngày càng kém đi về cái học thức, về cái nhận thức, và tất nhiên là những cái sản phẩm nghiên cứu, không nghiên cứu được những sản phẩm có thể tính nổi trội để có thể xuất khẩu hoặc cạnh tranh với các nước. Vì vậy mà Việt Nam chỉ có thể làm những cái việc rất đơn giản, đó là những cái việc mà các bạn cũng thấy trong nước luôn luôn cổ vũ, ngay cả ông Thủ tướng và nhiều cái cán bộ khác cũng cổ vũ, đấy là đi xuất khẩu lao động. Thế các bạn thấy rất rõ hình ảnh của những người Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam sau khi chiến thắng Mỹ, rồi Pháp, rồi rất là nhiều những cái nước rất lớn, nhưng mà cuối cùng là lại phải đi làm thuê cho những nước này. Đây là hình ảnh của con cháu các vị, của những người nhân dân, người dân thôi, chứ còn những con cháu lãnh đạo thì không bao giờ đi làm cái việc này. Họ được đi bỏ tiền ra đi học nước ngoài, học Mỹ, học Anh, chứ họ cũng không học ở Trung Quốc, cũng chẳng học ở Liên Xô như bố họ đã học. Mà đây chỉ là những con em người lao động chạy vạy và đi được xuất khẩu lao động, tức là làm những công việc rất là đơn giản, thủ công ở nước ngoài, như chúng tôi đã chứng kiến có những cái cháu học sinh sang đây đi học tiếng Đức, sau đó để đi làm cái nghề điều dưỡng viên. Đấy là cái gì? Điều dưỡng viên là cái nghề mà rất là nặng nhẹ, phải có những cái cụ già, người già hơn 100 cân phải nằm như thế, và có những cháu phải lăn các cụ sang để lau chùi, để làm mọi việc mà không thể nhấc nổi, bởi vì người Việt Nam của chúng ta rất bé nhỏ, cho nên để phục vụ người Tây, người nước ngoài, những cái công việc như vậy ở đây không ai làm cả, rất ít người làm, bởi vì nó thu nhập rất thấp và cái điều kiện làm việc cũng căng thẳng, và cái công việc đó họ cũng không thích, thì nhường cho người Việt Nam. Nhưng người Việt Nam của chúng ta lại quá nhỏ, nên lật những cái cụ như vậy lên thì không lật được, thế là cũng dần dần bỏ đi và cũng trốn đi nhập trại tị nạn và làm nhiều việc khác. Thì đấy là cái điều mà dẫn Việt Nam đến thế hệ trẻ đến cái con đường tăm tối, khi mà cái thông tin bị cấm đoán và bị không được phép nghiên cứu thông tin. Và không những thế thì ngay cả những cái cháu nữ chẳng hạn cũng thậm chí còn bị bán sang Trung Quốc để làm gái mại dâm. Thì đây là những hình ảnh rất rõ trong báo trong nước đã đăng đấy, là cái nạn nhân Uông Thị El may mắn được giải cứu trong một lần truy quét của lực lượng chức năng. Thì đây là rất khổ là bởi vì họ không có thông tin, họ không được học hành và đất nước không được tiếp cận với văn minh, cho nên những cái con cháu của những cái người lao động, người nhân dân ở Việt Nam đã trở thành sau khi đất nước thống nhất tưởng rằng là tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng họ lại trở thành những cái nạn nhân như thế này. Và những cái việc này xảy ra rất nhiều hàng ngày ở Việt Nam, và cái điều đó là không thể chấp nhận được bởi vì cái sự thông tin. Và ngoài cái chuyện đó ra thì những cái người viết trên mạng xã hội hoặc là bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, họ cũng bị tù đầy rất nhiều. Đó là hàng trăm người tù nhân lương tâm đang bị giam giữ hoặc bị xét xử một cách bất công ở Việt Nam để tống họ vào tù. Và chính vì vậy mà tổ chức phóng viên không biên giới đã xếp hạng Việt Nam thứ 176 trên 180, tức là rất tệ. Các bạn nhìn đây bản xếp hạng của tổ chức phóng viên không biên giới, và chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau cái phát video clip này, là họ rất, tức là chỉ trên có 4 nước mà thôi, và cái bản đồ của Việt Nam là đen ngòm, tức là rất tối tăm, tăm tối lắm. Mà cái điều tăm tối này nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ, đến thế hệ sau này nữa, bởi vì khi mà thế hệ con sau đến cháu họ cũng tiếp tục tăm tối như thế này thì đấy là làm cho cả dân tộc của Việt Nam sẽ đi xuống đi tới một cái tương lai mờ mịt, tức là không có tương lai, chỉ đi làm những cái việc rẻ tiền và chỉ cho thuê đất đai để các nước khác đem những công nghệ với những cái ô nhiễm môi trường và lao động nặng nhọc và thu nhập thấp đến Việt Nam để sản xuất, và tận dụng cái sức lao động của các thế hệ trẻ Việt Nam để sản xuất ra hàng hóa mà những nước khác không ai làm. Thì đấy là cái điều rất tệ hại khi Việt Nam cấm đoán thông tin và xóa thông tin cũng như là tìm mọi cách chặn thông tin quốc tế. Vậy giải pháp hiện nay là sao? Là Việt Nam cần phải làm cho tự do báo chí mạnh mẽ hơn nữa, phải và có tự do biểu đạt để có thể hội nhập thành công với thế giới văn minh và không còn làm nô lệ thời nay cho Trung Quốc cũng như nhiều nước khác nữa, và cũng phải mạnh dạn như Liên Xô đã từng làm. Đó là hình ảnh các bạn thấy là Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin, hai nhân vật đóng vai trò tối quan trọng trong sự kiện Liên Xô sụp đổ năm 1991. Thì đây là cái việc mà Liên Xô tan rã, thể chế cộng sản Liên Xô tan rã, và sau đó Liên bang Nga và đã được thành lập cùng những nhiều nước khác đã tách ra. Và cái điều này Việt Nam cần phải học tập và vứt bỏ chủ nghĩa xã hội để có thể đưa đất nước ấm no hạnh phúc hơn, như là cái thông tin mà chúng ta đã rất thấy là khi mà Tổng thống Donald Trump phát biểu trong
cuộc họp của Liên Hợp Quốc, ông ta nói rằng đoàn kết để chống chủ nghĩa xã hội, cái thứ mà đã đem đến đau khổ cho bao nhiêu người dân, thì ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam lại nói rằng kiên định xã hội chủ nghĩa. Thì đấy là cái điều mà rất tệ hại. Và cái xã hội chủ nghĩa này các bạn đã thấy cái tấm gương của nó ở Cuba, ở Venezuela, ở Bắc Triều Tiên, ở Lào là như thế nào. Đều là nước rất lạc hậu, đều là nước rất đau khổ cho người dân. Và Việt Nam cần phải bãi bỏ, và loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Berlin. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần sau, và các bạn hãy để lại những bình luận cũng như những chia sẻ để chúng tôi có thể tiếp cận được những thông tin mới nhất và cung cấp cho các bạn trong thời gian sớm và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.